qua kia. Rất là gọn đó cho chú, mà nước nổi giờ ngập lên binh luôn, bà con đặt giếng rất nhiều luôn, có mấy cái giếng kìa, mấy chiếc giỏ đang đậu rồi sáng là mấy chú đang đổ giếng rồi bán cá xong đó. Chực nào bà con tập trung đánh bắt nhiều ha, cũng như đậu về đó chú, ở đây hả đâu chú? Dạ chỉ giờ dài đây là bà con đánh bắt nhiều. Dạ đây chiếc giỏ này của chú. Cô chú giữ lựa cá kìa, cô chú đặc biệt là có cua rất nhiều luôn nha, có cháu bé ngồi trong phao kìa, xinh quá luôn. Nghe nó ha, một câu quan trọng cá rô phi nè, cá chì dinh, cá dảnh gì á, nhiều khi làm công việc quá các chị em với bà con không có không. Mến chào cô chú anh chị và các cháu, hôm nay chú Sáu Kệ Me đến vùng biên giới mùa nước nổi để quay video về bà con làm nghề đánh bắt cá, đặc biệt là cá từ biển hồ Campuchia đổ về vùng biên giới rất nhiều cá. Ghi hình tiếp theo cho cô chú anh chị và các cháu xem, đồng hành với chú Sáu Kẹo Me để khám phá tiếp theo. Có mấy cái giếng kìa, mấy chiếc giỏ đang đậu rồi sáng là mấy chú đang đổ giếng rồi bán cá xong đó. Bây giờ rảnh rỗi các chú đang chuẩn bị mấy chiếc xẹp nè, đang tiếp theo đang đẩy và bắt cá tiếp theo luôn. Dạ chào chú, hôm nay mình giá xẹp phải về chú. Dạ xẹp này mình lúc này mình đẩy ngay mùa nước nổi này chắc nhiều cá lắm hả chú? Cá chưa đâu, nó giật mấy ngày. Là gai hả? Hình như tháng này cũng tháng 9 hay gì rồi hả chú, chắc chuẩn bị nước phân đồng, chuẩn bị giật ha. Vậy là tính ra năm nay nước cũng không nhiều mấy đâu ha. Dạ ít. Dạ. Nhờ cái là mùa nước là nhờ dân giả này sống cái mùa nước này nè. Dạ. Vậy... không có mùa nước này đâu chết luôn. Dạ nó khô cạn rồi đâu có cá đâu. Rồi bà con không có công ăn việc làm luôn. Rồi thí dụ như bông súng. Cái đánh bắt là cá rồi về đó. Đó là một hai nữa là bông súng rồi món đồ đó mọc thiên nhiên đó ha chú. Dạ cũng đỡ. Rồi năm nay chú thấy tình hình cá mình được nhiều hơn năm ngoái không chú? Dạ cá linh thì nhiều ha. Dạ. Dạ cá lóc ít, cá linh nhiều ha. Chú này cũng chia sẻ vậy đó. À, mình thường thường mình xẹp này mình đại cũng đẩy trong đồng ruộng hả chú? Kéo giữa đồng kéo à, mà. À cái này là không phải là xẹp ngay, cái này là kéo lưới, kéo kéo ở giữa đồng á. Thường thường mình kéo này vô cá gì nhiều chú? Dạ cá chạch hả? Dạ. Nói chung là nhiều loại cá ha. Khi nào mình kéo có khi nào vô con cá nào bự không chú? Không.
cá linh với cá cấu là nhiều. Vậy ha, chứ đâu có dính ví dụ cá giờ đâu có bắt cá à, cá rô phi rồi cá này cá kia, cá lạ lạ, cá bự bự á. Dạ, ở đây chắc đâu có cá chẽm hả chú? Dạ, này cũng như nó ở cái vùng sâu nước tốt hay sao á, với cá bông lao rồi đó chú. Dạ, với nước lợ lợ hả chú? Rồi cá bông lao, cá này cá kia. Mình hồi kéo tới giờ được con cá lóc nào bự không? Vậy hả? Được, dạ, hồi xưa có bóng tượng cũng bự lắm, là nửa một tay. Dạ, xưa có bóng tượng cũng bự lắm mà, nhưng bây giờ nó hồi lần mình làm mình bắt được có bóng tượng 3 kg lù sáu. Lâu được con ở trong ngoài sông vô. Dạ. Đó là đàn mấy cái gậm rồi cô chú. Con gậm con cá chèn hay gì chết queo rồi. Muốn quay là cái tháng chú. Dạ, mấy nhiều cá ha. Nước giật xuống nhiều cá hả chú? Giật xuống đó, người ta đánh bắt nhiều. Dạ, mà khu vực nào bà con tập trung đánh bắt nhiều hả? Cũng như đậu về đó chú. Ở đây hả, đâu chú? Đây nè, dài dài. Dạ, vậy dài đây là bà con đánh bắt nhiều. Dạ. Rồi thôi, cảm ơn chú, chúc sức khỏe cho chú và các chú làm nghề lưới cho vui vẻ hả chú? Nhờ bắt cá này sống không chứ. Dạ. Làm cái nghề gì đó. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Con tôm này kêu con tôm gì vậy chú? Tôm gì biết đâu. Tôm tích à, con tôm tích nghe cô chú, nó xanh xanh kìa, đẹp lắm luôn. Có con cá chèn đang bị ngợp. Dạ, cá chèn ngợp. Ở đó mình thấy có con trần nghịch đang đậu rồi cô chú, đậu dưới cầu kìa. Dưới cầu và đang vũ lông vũ cánh kìa cô chú, đẹp quá. Chào các chú, ở đây là chú này đang nhổ bông súng này rất nhiều nè, sẽ đem xe sẽ đi dài giao mối cho bà con mua bán tiếp theo. Bông súng mùa nước nổi này đẹp quá luôn, dài lắm luôn, có cộng hơn 2 mét. À, có cái đó mình thấy có thể gần 3 mét luôn rồi chú, dài quá ha. Công nhận mùa nước nổi này bông súng dài quá. Nếu bà con mua tính ra cộng thì bà con vẫn lời nha, tại nó dài nè, cắt ra khúc là rất nhiều luôn. Còn đổ. Này anh mua bán lại hay gì anh? Có hai bên khác nhau cô chú, bên đó thì mình thấy dưới cái góc trắng tươi kìa, bên đây thì nó hơi đậm hơn chút. Tùy theo bà con muốn mua loại nào thì mua. Bông rất đẹp. Bông ở trong nhị nó vàng tươi, còn ngoài trắng. Rồi thêm ngoài nữa thì xanh. Đẹp quá. Này bà con cũng sáng tạo quá ta, đâu có cần buộc dây gì đâu cô chú, chỉ cần lấy cọng con súng là đó, là ngoài lại là thế cọng dây nè, mà rất đẹp luôn.
Cô chú giữ lựa cá rồi cô chú, đặc biệt là có cua rất nhiều luôn nha, quá ngon luôn, cá đồng mình nè. Cô với chú đang lựa cá dớn kìa, ngon lắm luôn. Kìa cô chú giữ lựa cá rồi cô chú, đặc biệt là có cua rất nhiều luôn nha, quá ngon luôn, cá đồng mình nè. Kệ đi, có gì nữa mình nuôi cho cực khổ một chút. Kìa có cô này đang cũng lựa cá kìa cô chú. Có mình nền thấy cổ có mình nền cá linh nhảy sôi sói trong thao luôn cả. Ở dưới mình thấy có cá lục kiến kìa, cá lục kiến nhiều quá luôn. Cá lục kiến là luộc xả ngon lắm luôn cô chú ơi. Có cháu bé ngồi trong thao kìa, cưng quá luôn. Giỏi quá ta. Cái này cũng như bà con ở đây đặt dớn nè nghe, rồi cái cũng như làm cái sàn với cái bè đó đặng ở tạm qua mùa nước nổi. Vui quá, giác này cũng chưa rồi cô chú ơi, bà con cũng đổ dớn về để lựa giờ rộng rồi, tới giờ bán thì bà con sẽ bán tiếp theo. Đây xe là nhiều lắm rồi cô chú, này này là 7-8 chiếc xe luôn. Đặng lại đặng chút có cá đặng lại chở cá đi vào mối đó cô chú. Cái chè đẹp quá luôn. Này nói chung mấy cô mấy chú này đi cân nhiều chỗ nè cô chú. Chỗ nào có mặt hàng. Hả? Lại một. Trời ơi, nó dưới đây mà. Chạy, chạy, chạy. Cá chồng quay. Giặt chết tới. Nào sao có chết. Cái làm gì bữa nay. Đây cá chạch này cô chú trong thùng này. Đây là các lưới đang về cô chú. Ký tư còn 1 kg kết. Để hồi muốn đỡ cá linh đỡ 2 thùng tư về cá linh nhỏ ta chia cho 1 kg bán. Trời mấy cha quay dính tu tùm lum mấy cha, mấy không mấy cha đi chỗ khác quay đi mấy cha. Cá chạch này có đá vô nó sống dài lắm luôn. Cháo này mới đem cá linh đổ đây nè cho chú gọng một xì nè. Đây thấy cá linh nhiều quá nè cô chú, còn sống lắm nhảy sôi sói luôn, còn nào con nấy tròn tròn quay nha. Rồi biết ngờ ha, biết ngờ chạy lại biết mình cái nó tránh ha. Còn còn không biết. Ồ. Bắt hai chồng kia xong tới bắt bốn nọ. Nói chung không chịu làm mà đi giờ nó cá linh ngon quá. Cầm chậm nghe nói ha, một câu quan trọng mà cần 10 ngày làm hả? Cần hả? Rồi. Đây cô chú ơi cần. À cái này 17 kg luôn. 16 thôi. Chú này đem lên chiếc xe dành chảnh, xe ông ra anh chảnh này gọng oxy đang chở đi bán. Nặng quá.
cái lên nhà hồi mình lượm mau mà cô. Không bà không tôi nó nghĩa quần nó dễ gì đâu hả? Linh này giờ mình bán tại đây nhiều ký gì ha? Dạ 20 ngàn. À cũng quá bình dân nè. Lúc này ngày mùa nè, ký nhiều lắm luôn. Ngày qua tôi nói nó 100 mấy á, cái giờ nó căng được có 60, 62 ký nữa, sao bà báo gì dữ hả? Tao nói ông nội ơi, ông Tùng đổ về trên nước nhiều, mấy ngày đổ dưới nước có xẻ hoài, ông nói hoài. Mà ngày nó hết trơn luôn, có 80 ký cái nhiêu. Qua điều tra tôi hỏi, ông bộ ông căng có lên tôi thì chứ đâu có ông nội. Có mà căng có lên gì à. Về ông lựa, ông bơ đồ ra đó, trơn rộng rồi đó. Chứ lựa lựa điểm điểm cái lên về đâu. Cái lưng tròn không ai mà căng. Bà báo cái gì kìa. Tao nói ai kêu mà hỏi sớm mà máu đổ về con xuồng không mày hỏi lại. Xuồng nhiều à, đó thấy nhiều. Giờ xuồng chút cá nhiều xuồng sao kết thì sao. Quá ngon luôn. Cái dệt này rộng, dệt còn lưới cướp này còn chú rộng cũng tiện quá. Mà có cái mấy cái dành nặng nó bự ra đó à, mình dễ đổ vô với mình dễ xúc ra luôn. Nam Cường trả lên 2 ngàn đi nha. Cao quá được không hả? Nhà ngoại nói thì nó giờ cái lưng ta lên giá vậy đó. Tôi rồi nó 20 mà trả lên 10 ngàn. Tại ông Căng dễ giải như kệ đi, tôi bán cho ông bớt nhà tình nghĩa. À, hay quá cũng rồi. 16 hả? Ai dưới hả? Nước không luôn nè. Ý tôi nói là ông kêu 2 dưới 2 cái 16 á. Chứ từ đâu nó không bị chứ không có dòm đâu hả? Dòm bị như ông bị nữa chứ. Lực lại ông bị nhiêu ký thôi chứ có bị không tôi sợ. Ấy hả? Này nó hơi cục. Xúc hay quá luôn. Không có cần mà. Xúc đều quá. Con này còn nữa. Đổ anh qua kiểu. Thì đó, đổ nó chân trong hết luôn đó. Cái này đa số là cá linh hay có cá gì khác không? À, các loại cá ha. Giật này ông Mai hay giật mua Cường? Ông Cường giật này ông Mai hay mua hả? Tặng tôi không Cường? Bây giờ công tôi ghiền dữ lắm rồi đó. Mấy vô cho tôi chơi tôi ghiền giờ công dữ lắm rồi. Thiệt. Chị tôi gió làm 2 cây nhưng mà chưa có mua lưới ngoài. À bà lại đây bà nắm tới đây đùa cho rồi cái này luôn nè. Chút luôn được không? Chút nè. Ông nội giấu đừng nói nhiều nha. Ai nói gì đâu trời. Ngay đi chậm bữa nay cũng như tăng cá nó là chẳng dễ lắm. Rồi đóng cửa nhiều đó. Ừ. Đi xe tôi cũng muốn đặt. Không biết sao không? Không biết sao tôi bán cho mày không? Tại vì là đổ rất nhiều. Không có biết. À. Rồi 10 ký nữa. Bây giờ có bà 42, con chi này 9. À. Còn mấy cái này cân cho sạch cái lọc này đi nè, đổ cái mới vô. Quá nè. 5 mấy ký luôn rồi, gì vậy? 42 với chị đó 9 hả? Dạ. 51 ký rồi. Cá này là còn khoảng 5-7 ký để xúc qua bên cái dẹp bên đó luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
có cột cái mía đó lên chút xíu giùm tôi đi. Cột mía trong giò mình á. Cao cao lên tí. Dạ tôi không ăn xuống. Được không? Rồi cột nó lên thơ thơ lên chút xíu. Vừa vừa thôi, vừa vừa thôi. Vừa thôi, hạ xuống chút xíu nữa đi. Ừ đúng rồi. Ờ vậy đó. Ăn vừa vừa cút dễ đổ. Ngồi bên kia hết mấy gỗ rồi cậy đi. Ngồi mình xúc coi kia. Rồi đưa, đưa thao vô. Rồi thao. Cá này bệnh mau lắm. Đi lên luôn rồi. Cá gì đâu. Tin không à. Đổ luôn quá, cố coi. Nãy nhiêu ta? 16, 32 với 142 nè. Trời ơi. Ở đây xong hả? Này có cá, cá heo, cá đỏ mà, cá thì dinh luôn. Nhưng con mà muốn con nữa con. Có cá thì dùng vậy. Hôm nay bắt cho mẹ tôi cũng ba con cá dùng bị nha. Này con quầy bờ đó rồi cốt cái thằng nhỏ nhỏ con được sao đó cốt. Hết thằng cho 3 kg đường. Vậy hả? Thằng con đó nó vô đây nè, xuống đây chơi quay đi quay đâu về ghé lại cho 3 kg đường. Đường không lớp hả? Không đường cát. Bữa đó đi đầu tiên tiếng trở đi trong tiếng 200 ngàn. Chờ mua cây thuốc thằng tiếng. Tiếng ăn đó thằng đó. Quay vô mấy cái này bị nước quay mấy này. Kênh kênh gì cũng như kênh đó kênh gì đó. À không biết mấy đứa này nó biết. Còn có còn ai còn mấy ông được sao cho tiền nhiều luôn, mấy ông được sao mà đi vô đãi ăn lại nước mía trong phe mình đó, nhớ không? À, rồi còn mấy ông kia thì đi nhiều phe lắm, còn mấy ông kia thì đây quay cho mấy trăm không biết mà đi Miên quay nha. Ở đó Miên quay, đến Miên quay cá với nước tôi cũng coi cái clip của gì ta, nó kêu của gì nè đó đèn vàng hay là ê Kha ơi ông, tiếng mà không quay clip gì Kha, ông kính đó đây, ông kính đó đây vậy á, ông kính đó đây ha. Quay cái nước đi sò với nước tái với nước đó, đang có lần công chuyện quay. Quay buông xuống rồi nhá. Bắt đầu tặng phẩm luôn ha. Không, bằng kia kia, nhiều, ba phê đó. Nhiều người xe xem đó, cái người ta được tiền á. Ừ. Đúng rồi, cái clip của bằng kia dữ lắm nhiều luôn. Quay mà tiếng ở chân mà chạy vỏ rồi đó. Ồ. Chỗ cá mà nó quay cái chân, chỗ cái chân lúc dớ chạy đó. Ồ, nó quay dưới nước nghe đẹp ghê luôn. Mẹ. Mời cá lội dưới nước á. Hay đó, cái người ta coi nhiều. Ờ, cái đó người ta coi nhiều lắm. Với YouTube đề xuất á.
rồi xong xuôi mấy cái hai kia nó trời ơi trên giường cái đó gì nó nổi quá đổ ra đây quay lại tiếp tục. Vậy mà quay đầu nổi chứ sao quay nữa là không có nổi. Quay chỗ khác, thằng khác, người khác. À, người khác thì được. Quay người khác không có đây đó. Mày quay về tôi không có để ý coi luôn. Cá một sống. Clip máy bên nào bên nào. Rồi á, ông kính ở đây á, ông kính ở đây quay quay cái đầu tiên bữa nó chạy nó nhiều á. Nó đổ đó cô. Mà công nhận clip của tiếng lên mau nổi đi chứ. Thì cái nào ở chằng vũ đú nha. À mới. Cá nó cá chạy khúc mà. Ừ. Cá nhiều nữa đổ về người ta ha. Ừ. Mà làm cái người ta coi, người ta giới thiệu à, giới thiệu cho người khác coi nữa. Rồi nó sao ông với lại quay cá ở dưới nước đó. Quay trong cái đú mình đang chạy nhiều đó. Ừ. Ủa nó quay đẹp ghê luôn. Đang đổ luôn. Thọt điện thoại kia đó xuống sông nó quay cô. Quay cá trong cái đú nha, đội đẹp. Máy chống nước gì đó, nước không thấm gì đó. Thọt cái sông với nó quay. Quay vô cái đú này cá lội khúc khúc vậy. Lội vậy. Rồi clip thằng đó quay trước nổi đầu tiên mới có hai ông kia đảo ra dẫn nó nè. Tại bữa đó đi chung ông nhường cho nó xuống đây là nó vậy đó. Có cá lăn nữa, nói chung là mấy cô này là các loại cá lựa riêng ra nha, đằng trên nữa bán cá linh không cho dễ, với nhiều khi cá linh không cái giá thành nó khác, có loại mắc loại rẻ thì mình lựa ra đi, loại nào bán theo loại nấy. Ồ, có cá chạch nữa kìa, chắc cá chạch bán mắc tiền lắm đó, như qua như giá bán đâu 200 mấy một ký gì đó nha. Cá chạch có giá luôn, một ký cá chạch bằng 10 ký cá linh luôn, thoải mái luôn ha. Này bình dân chứ không có mắc tiền như lúc trước nữa, với giờ cá linh nó bự rồi đó, nó cũng nặng ký nữa. Hồi lần cá linh non đó nhỏ nhỏ lắm không có được nặng ký, mà nội cái mắc móc hầu không cũng mất thời gian, à mướn cũng mất hầu bộn tiền à. À đâu đâu, ồ con tôm kìa, con tôm kìa, hai con luôn, hai con tôm trước rồi. Ồ công nhận xong mình về có tôm nhiều quá ta. Được con tôm càng chừng 300-400 gram vậy ha. Cái đó quay dở tôm cũng hay lắm à. Tôm tôm lúc này bán cao giá nhất được nhiều rồi vậy cô? À, lớn thì được vài trăm gì ha. Tôm nuôi rẻ. Mình đặt được nhiều cái dán gì cô? Mấy chục cái vậy ha. Mỗi cái là dán đường trường sao? Sao lắm. 100-200 mét hả? Nguyên ngàn dán đặt tới 2000 mấy mét rồi. À, mà trong đó mấy chục cái thì tính ra cái cũng 100 mét rồi. Cá nhiều loại cá lắm cô chú à. Lựa ra rồi cá nào lựa theo cá nấy. Nước giật xuống chắc chạy hơn nữa ha cô? Dạ. Qua ăn đã cái nào hết luôn. Chạy ăn bền, cho nó ăn bền. Gì hả? Ăn bền lắm. Vì cũng đỡ cho bà con đặt vé nè. Có tiền chi phí rồi có cá cha nữa kìa. Cá cha con. Nhờ mùa nước nổi mà bà con cũng có tiền để chi phí cũng đỡ. Ham cái mùa nước này ha. Tới mùa khô thì mình hơi thất thu rồi ha. Làm công việc khác hay là mình mai vớn, mình giá vớn, mình chuẩn bị cho mùa nước nổi làm tiếp. Không tới đó phải có ghe cào đi cào em đó cô. Mà hết đặt vớn cái mình đi cào. Đây cá linh nè, đủ cá chạch ha. Chạch thì đa số là cào hay gì thôi chứ.
mình đặt vớn vô là ra, hay là lựa ra rồi bán tập trung. Ồ, cá đó, cá vuông này, nhiều loại cá nước ngọt lắm. Bên đây mấy con cá này khôn lắm rồi cô chú, để xúc cái sọt hai này coi, cái gỗ hai coi, chứ đa số là nó cá linh nằm trên á, cá lớn nó nằm ở dưới đáy á, xúc sâu với là cá lớn lớn không. Làm vớn này với làm nghề cá có khi mà trúng mánh là mừng vui lắm cô chú ơi, làm không biết mệt đó, đó. Ở dưới nữa thì có ốc nè, cá chè, cá dồ, đó còn cá lóc mà gì á. Ôi cái này phải mình làm xung quanh có cái dẹp ấy, lưới bao xung quanh nó nhảy ra, nhảy vô lưới ha. Mình thấy chút đỉnh thôi kệ nó đi cho đi, là mai mốt nó đẻ tiếp theo. Mấy con cá chạch nó ghiền kìa, nó chèn 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 cho nó lọt ra ngoài luôn. Ó con cá chè, mấy con cá dồ luôn, dồ rồi rồi. Cái này mà đặt cái này mà có cái mơ ngoài nước tốt ha, mình nuôi ha, mình có cái bè đó, mình làm cái bè mình thả, mình mấy con nào nuôi lớn mình thả nuôi được rồi ta. Cá rô phi nè, cá chì dinh, cá rảnh gì á, nhiều khi làm công việc quá các chị em với bà con không có không, không có không để nuôi, chứ cái này tiễn ra nuôi tốt nữa nè. Rồi, chú Sáu Cà Me cũng xin tạm dừng video cô chú ơi. Cuối là chúc cô chú anh chị và các cô chú anh chị đặt vớn luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Con cháu hiếu thảo, chào cô chú anh chị và cháu, chào.